Mời bạn nam. Wow. Rồi ngồi đi bạn. Rồi mời em gái giới thiệu. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả khán giả đang xem chương trình. Em gửi lời chào đặc biệt đến bạn nam bên cạnh ạ. Dạ em tên là Huỳnh Diễm Phương. Em sinh ra và lớn lên ở Củ Chi. Em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm việc ở quận 2 và công việc của em là thiết kế đồ họa. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và chào bạn nữ bên kia. Em tên là Lý Quý Tuấn, năm nay em 31 tuổi, em đến từ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Em là người ở đâu? Dạ em là người Hàn Quốc. Nói tiếng Việt hay quá vậy trời. Qua Việt Nam lâu chưa? Dạ em qua Việt Nam 4 năm rưỡi rồi. Tên Hàn Quốc em là gì? Dạ Lý Kyung Chun. 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 Dạ Lý Kyung Chun. Anh Jen Sayo. Dạ, chào anh. Rồi, vỗ tay cho anh chàng Hàn Quốc các quý vị. Tuấn đang làm công việc gì? Dạ, em làm thu nhập bên tiếng Việt. Lý do tại sao bạn lại yêu tiếng Việt và chọn Việt Nam để đến làm việc? Tại em thấy Việt Nam là nơi đất lành chiếm đầu. Em đã chọn Việt Nam để sống mãi. Mưu sinh ở Việt Nam luôn. Lấy vợ về xong rồi ở Việt Nam luôn hay là về lại Hàn Quốc? Em sống ở đây luôn. Qua bên đây em ở với ai? Tại em ở với bạn đồng nghiệp của em. Bạn đồng nghiệp. Dạ. Bạn đồng nghiệp là bạn bên Hàn Quốc hay là bạn Việt Nam? Người Việt Nam. Bạn trai hay bạn gái? Bạn trai. Bây giờ là giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của hai bạn nha. Rồi bạn nữ. Dạ về tính cách thì em là người hòa đồng, hiền lành. Em sống rất là đơn giản. Chưa bao giờ make up rồi phấn son trang sức và em mặc đồ cũng kính cổng cao tường không ạ. Em biết nấu ăn, biết may vá, biết vẽ, biết viết thư pháp và biết chụp hình. Em biết nói tiếng Hàn. Em biết nói tiếng Hàn. Tiếng Hàn nữa hả? Để cho hai bạn nói chuyện với nhau vài câu đi. Hai người nói chuyện tiếng Hàn đi. 안녕하세요. 한국말 할 줄 아세요? 저는 푸입니다. 네, 저는 뚜언입니다. 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 네, 감사합니다. 어? 오바! 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 바바! 오바! 사랑해, 사랑해. 뚱 hát một bài hát nào về tình yêu của tiếng Hàn Quốc được không? Tiếng Việt cũng được à? Thôi hát thì của Hàn Quốc đi. Dạ, tiếng Hàn Quốc ha. Hàn Quốc đi. Thì em chưa học thuộc nên em có điện thoại hát được không ạ? Rồi, mở ra hát đi. Cảm ơn anh. 너의 뒷모습을 보는 것도 난 행복이야 아직 나의 마음을 몰라도 끝내 스치듯이 가도 네가 너무 보고 싶은 날엔 너무 견디기 힘든 날에는 너를 사랑한다 입가에 맴돌아 혼자 다시 또 crying for you 혼자 다시 또 missing for you Baby I love you I'm waiting for you. 야, 잠깐만. 잠깐만. Hay quá nhưng mà không có hiểu. Bây giờ hát miếng tiếng Việt đi. Tiếng Việt hả? Đúng rồi. 등 대유 등기 절라 놓이다 거던 배너의 깜폭하이 잔뜩 깨탄 손대 특 못하이 저 지골라 죽마. Rồi được rồi. Dạ, cảm ơn. Bạn gái cảm nhận thế nào? Dạ anh ấy hát rất hay ạ. Anh có thể chia sẻ về tính cách và sở thích của anh không ạ? Tính cách anh là không có nóng tính, không có gia trưởng. Và sở thích anh là hát và đi nhậu. Đi nhậu nữa. Những cái khuyết điểm của em là gì? Sau khi nhậu thì hơi nói nhiều. Và em không biết nấu anh. Em có thích ăn món gì ở Việt Nam, món gì không? Phở và bún bò. Phở bún bò. Dạ. Hai món đặc sản thích luôn. Ăn ha. Gì nữa? Bánh mì. Bánh mì. Bún thịt nướng. Chị hỏi bạn gái nè, em có đồng ý lấy người nước ngoài không? Miễn anh ấy sống ở Việt Nam là được rồi chị. Ủa giả tỷ anh ấy sống bên Hàn Quốc không được hả? Dạ em thích ở Việt Nam.
Tuấn đã quyết định ở Việt Nam luôn đúng không Tuấn? Dạ em chết ở đây luôn nha. Ờ à, đó, chết ở đây luôn nói rồi. Vậy thôi, ta ở vài chục năm nhưng mà già người ta về quê ta đó. Dạ lúc đó chắc suy nghĩ em thay đổi. Thay đổi gì nữa, ở người ta mấy chục năm còn thay đổi gì nữa. Rồi tình trường thì sao? Dạ em trải qua một mối tình à. Em quen được 3 năm và chia tay cũng hơn 2 năm rồi. À, lý do tại sao chia tay? Anh ấy không có công khai mối quan hệ, không giới thiệu bạn bè, gia đình. Vậy là không được, tình yêu là đẹp phải công khai cho mọi người biết, có gì đâu mà giấu giếm, đúng không? Rồi, à, Tuấn ơi, mình có mấy mối tình rồi Tuấn hè? Dạ, em đã có 3 mối tình rồi, ở Hàn Quốc 1, Việt Nam 2. Trời ơi, về Việt Nam cũng có 2 mối tình. Rồi, lý do tại sao chia tay? À, em chưa bao giờ kéo dài đến 1 năm, thì em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà cô ơi thấy em vô tâm quá nè, em bỏ em, nên là bị đá rồi. Bị đá hả? Tức là em bị bỏ chứ không phải em bỏ người ta hả? Em bị bỏ rồi rồi. Em nhưng bị bỏ là... tình nghiệp quá hả? Nhưng em có phải là người vô tâm không? Em thấy em rất là chủ đáo và nhiệt tình, em không có vô tâm đâu. Vậy sao ta lại nói em vô tâm kỳ vậy ta? Thôi bây giờ bỏ qua chuyện cũ đi. Bây giờ Tuấn muốn tìm một người bạn gái mới nè. Là người như thế nào? Lịch sự và lễ phép, biết tôn trọng người lớn tuổi. Phụ nữ Việt Nam là những đức tính đó luôn luôn có trong người luôn. Em có thấy chị Haru Won là lấy Trấn Thành chưa? Dạ, em thấy Haru Won rất là hạnh phúc. Hy vọng rằng em sẽ tìm được người vợ giống như cặp Haru Won Trấn Thành á. Dạ, em cảm ơn anh. À, rồi em mong muốn người con gái vợ của em phải cao, thấp mà như thế nào? Trở lên 1m5 là được ạ. À. 1m5 được ạ. À. Rồi gì nữa? Da trắng, mắt đẹp. Mắt đẹp là mắt như thế nào? Mắt hai mi và mắt hơi to. Hai mi, hai mí. Hai mi nó khác nha. Hai mí. À, hai mí. Hai mí. Hơi to. Còn bạn gái, bây giờ em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao trên 1m67, dưới 1m75. Được không Tuấn? Em sau khi mang dây thì được. Rồi, gì nữa em ha? Tóc thì nhiều, thẳng. À, mắt không đeo kính. Chà khó ạ. À. Rồi gì nữa? Nhiêu đó thôi ạ. Còn nhiêu đó là muốn chết người ta à, rồi. Cân nặng, phải cân đối nữa. Là không mập, không ốm. Dạ. Không, anh này em nhìn dễ thương lắm em. Cân đối lắm. Xin chào. Đẹp má. Đúng rồi, đứng lên cho chị coi, coi. Đứng lên. Em hơi thấp. Đẹp, được rồi. Xoay một vòng. Rồi. Cái điều gì mà em không thích nhất ở người bạn gái? À, bạn gái mất lịch sự hay là mất lịch sự chửi nhiều. Cái gì nhiều? Chửi thề. À, chửi thề. Dạ. Có đâu, trời ơi, gái Việt Nam đâu không có ai chửi thề đâu. Gì nữa không? Quá ghen. Quá ghen. Nhưng mà em có lăng nhăng không? Em không có lăng nhăng. Nếu mà em chung thủy, em đi đứng thẳng hàng, không liếc qua liếc lại thì người ta sẽ không ghen. Còn nếu như mà em có hành tung mờ ám, người ta mới ghen. Hiểu dạ không? Dạ, em sẽ chung thủy thôi nha. À, mai mốt em cố gắng hết sức kiếm tiền để dành để mua chung cư ở Việt Nam. Được, tướng tá cũng là hợp với em đó. Sao nữa, hai chồng như lấy nhau về bán kim chi với sâm Hàn Quốc cũng được. Yeah. Ừ. Anh Nguyên trời em, dễ thương quá. Anh không thích chữ thề, em có chữ thề không? Dạ, em chưa bao giờ chữ thề ạ. À, ủa em cũng biết chữ thề nữa hả? À, em biết mà em không có sử dụng. Em có thấy gái Việt Nam chữ thề lần nào chưa? À, cũng nghe mà em thì... Gái chữ thề sao? À... Nên là... Giọng nói thì dịu dàng. Thôi trời ơi, chữ thề mà dịu dàng nữa. Thường thường là kêu ba mẹ. Liên quan đến ba mẹ. Chữ thề liên quan đến ba mẹ hả? Dạ. Dễ thương quá. Anh này dễ thương lắm. Ủa quê em ở đâu vậy? Dạ em ở Củ Chi ạ. Em có đi Củ Chi lần nào chưa? Dạ có. Củ Chi đẹp không? Dạ đẹp. Anh này có vẻ rất là gọi là hiểu văn hóa Việt Nam luôn đó. Cô kia hiền khó quá hiền. Dạ, cảm ơn anh. Ví dụ mà mình tiến tới hôn nhân được á em cho ở Tuấn thì mình sẽ kết hôn theo phong tục của Việt Nam hay của Hàn Quốc? Việt Nam. Anh ba Việt mẹ Nam em có đồng ý bay hả? Qua Việt Nam cưới vợ cho em không? Hay quá. Dạ, có, ba mẹ em thoải mái lắm. À, ba mẹ em là lúc trước là giáo viên công chức. À, giáo viên bên Hàn Quốc. Rồi ba mẹ em giáo viên bên đó có kinh doanh gì không? À, sau khi nghỉ ruộng nhà hôm nay thì đâm ruộng thôi à. Làm ruộng hả? Dạ. Uống Hàn Quốc cũng có làm ruộng nữa hả? À, đâm ruộng nhỏ nhỏ xíu thôi à. À, vậy là em ở vùng nào? Miền Nam, thành phố Quang Chu là thành phố đến số 5. Giống như là số 6 được là thành phố Cần Thơ. À, tức là cách từ cái thành phố đó tới Seoul là bao nhiêu cây số? Khoảng 3-400 cây số. Khoảng 4 tiếng đồng hồ. Vậy là cỡ Cà Mau chứ không phải Cần Thơ đâu. Nó cỡ Cà Mau vậy ha. Tức là bay thẳng qua bên quê em luôn hay là bay qua hàng Seoul rồi mới đi về quê em? Từ Seoul thì phải xuống dưới
Thì bằng xe tổ 4 tiếng thì mới tới được ạ. À, rồi, gần tức là... mà, đi xe có 4 tiếng thì Seoul là quá gần. Rồi, đó. Để anh hỏi cho bên gái, đàn gái hiểu luôn đó. Hôm nay tôi có nha. Đi với ai không? À, em có một bạn đồng nghiệp và một bạn thân Hàn Quốc của em. À, rồi, chào hai bạn. Nguyễn Linh và chị Cát Tường, quý vị khán giả. À, em tên là Yun Song Yul, bạn thân của anh Tuấn. À. Em thấy hai người rất là xứng nhau. Anh Yun chắc là sẽ thích cô này. À, tại sao biết anh thích? Đẹp. À, đẹp. Anh Tuấn thì không thấy được nhưng mà em thấy là đẹp. À. Yeah. Tuấn rất là hiền lành. Để mà hai người hôm nút thì em cũng hài lòng. Rồi em có bạn gái chưa? Dạ em không có. Có muốn có bạn gái giống anh Tuấn không? À dạ dạ. Nhưng mà em hay mắc cỡ. Sao? Mắc cỡ hả? Mắc cỡ. Y chang anh Tuấn ngồi đây vậy đó, nói chuyện. Bây giờ ở đây cũng là mắc cỡ chết luôn. Có gì lên đây chị với anh Quyền Linh giúp cho. Có bạn gái vui lắm, mà lấy vợ còn vui nữa. Năm sau em đăng ký. Thêm ý kiến của bạn Việt Nam nè. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là Huy, là bạn đồng nghiệp, cũng là bạn cùng phòng với lại anh Tuấn. Thì ở chung á hả? Dạ đúng rồi. Ngủ chung hả? Tại vì công ty là thuê nhà cho tụi em ở. Anh Tuấn là một người là rất là quan tâm tới người khác và hiền lành. Anh không bao giờ nóng tính, là cái đó là chính xác. Anh nói là anh thích nhậu nhưng mà một tuần anh nhậu chưa tới một lần. Ảnh nhậu xong thì ảnh có hay làm thơ về Việt Nam, ảnh thể hiện cái tình yêu về đất nước Việt Nam. Thì em thấy là anh Tuấn rất là phù hợp với bạn nữ bên đây. Cảm ơn em, rất tốt ha. Rồi. Rồi, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với em trai, đồng nghiệp và bạn em. Chào em. Chị Cát Phượng và anh Quyền Linh, em là em trai của... Cát Tường. Rồi, em thấy hai anh chị như thế nào? Em thấy cũng xứng. Xứng ở chỗ nào? Bên đây cũng được trai, cũng xứng chị em. Đồng ý phải không? Gả chị luôn phải không? Tuấn nói một vài câu với em vợ tương lai đi. Chào em nhờ tương lai. Dạ, chào anh. Sao nữa? Anh hứa. Anh chăm sóc. Anh rô răng, à rô hết. Thôi được rồi. Rồi bây giờ nha. Mình sẽ mở rào ra cho Tuấn gặp bên kia. Dạ. Cái nào không nói tiếng Việt được thì nói tiếng Hàn. Rồi anh dịch cho ha. Anh dịch tiếng Hàn ra tiếng Lào cũng hay lắm. Dạ. Rồi. Thôi. Mở hàng rào. Mở rào. Tặng em bó hoa và nước hoa. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em cũng có quà tặng lại anh ạ. Em hay đi du lịch á, em chụp lại những phong cảnh ở nơi đó. Hy vọng anh sẽ thích nó. À, cảm ơn em, anh cũng thích đi du lịch. Anh yêu Việt Nam mà, anh rất là thích. Tuấn cảm nhận cái người đối diện của mình như thế nào Tuấn? Thế là xinh, dễ thương, nó là đẹp phép, nó là hiền lành. Em thấy anh sao? Cô ấn tượng gì không ạ? Dạ, em thấy anh nói tiếng Việt hay. Nhìn cũng dễ thương. À, anh có... Em đã học tiếng Hàn Quốc đâu chưa? Dạ, em học lâu à. Bây giờ nó quên hết rồi. Em nhớ sơ sơ à. Em biết nấu các món ăn Hàn à. Anh sẽ chỉ em tiếng Hàn Quốc thì em nấu ăn cho anh được không ạ? Dạ, được ạ. À, cảm ơn em. Khi đi hẹn hò thì em có thích ví dụ thì xem phim hay là uống cà phê hay là ăn cơm Hàn Quốc? Dạ, tất cả luôn ạ. À, dễ lắm em. Anh có dễ thích nhậu không? Dạ, em không thích nhậu ạ. Anh uống bia thì em uống trà cũng được. Em khó không? Mẹ em dễ lắm, mẹ em nấu món Hàn rất là ngon ạ. À, khi nào có cơ hội thì anh qua gặp mẹ em chào hỏi được không? Dạ, được ạ. À, cảm ơn em. Hỏi cổ thích con trai hay con gái? Em... tương lai em muốn sinh con thì muốn đẻ mấy con? Dạ em thích đẻ con trai trước con gái sau ạ. À, được không? Được, à, được. Mai mốt thì cưới nhau thì em quản lý kinh tế hết thì anh chỉ lấy một số chi phí cà phê là được. Dạ, anh tốt quá. Cũng học của Việt Nam nhanh quá ha. Em hỏi coi anh ở nhà em luôn được không? Em có muốn anh ở lại gia đình em không? Dạ em thích ở riêng ạ.
À, thích ở riêng ở à? Ở riêng. Ờ, anh cũng thích ở riêng. Thì ráng để dành tiền mua chung cư lẹ lẹ nha, rồi để ở riêng nha. À, chung cư thì bình thường có hai phòng ngủ. À. Cho hai người ở thoải mái. Người ở phòng hả? Hai vợ chồng ở phòng thôi chứ. Hai phòng riêng. Thì hoạt động thì một phòng. Là sao? Hai chồng ngủ một phòng thôi chứ. À dạ, một phòng là nhà kho. Ờ, một phòng là nhà kho. Yeah. Còn một phòng là hai người ngủ chung. Rồi cái mình mốt đẻ con thì là con ngủ phòng bên kia. Hai vợ chồng ngủ phòng bên này. Nãy giờ em nói chuyện cô gái ấy á, cái nhịp tim mình có thay đổi gì không? Trái tim là rung rung. Rung rung. Và bây giờ vẫn như vậy. Đi lại đây. Nè, nắm tay nhau. Nắm chứ đưa tay ra, chỉ nắm tay. Hai tay luôn. Cảm nhận như thế nào? Nhắm mắt lại, nghe cảm nhận coi nó có rung, có điện gì nó truyền qua không? À, ấm áp, thấy hạnh phúc. Nói với cổ quá. À, em có cảm giác trái tim của anh đang rung rung, em thấy không? Em thấy tay anh rung chứ phải tim. Tay anh đang luôn mà hai người có mặt ở đây là chắc có duyên. Nếu mà em bấm nút thì anh sẽ cố gắng hết sức. Hai người tìm hiểu nhau. Anh muốn em cho anh cơ hội một lần. Rồi. Trở về vị trí đi em trai. Rồi, ok. Đặt tay vào nút bấm đi em. Đây. Em có hay xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ có nhiều. Có nhiều luôn hả? Dạ. Em thích chương trình này không? Dạ thích. Rồi, bây giờ là em chuẩn bị tâm lý nha. Dạ. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng Tuấn nha. Đấy. Hai bên nắm tay nhau nào. Nắm tay nhau. Trời ơi. Nè, hôn miếng đi. Trời ơi. Nếu mà anh yêu em là nói tiếng Hàn nói sao? À. Saranghaeyo. Đúng không ạ? Đúng. Hôm nay 너무 가슴이 두근거리고 사랑해. 사랑해. Ok. Rồi. Dạ em tên là Bồ Quốc Linh. Em sinh ngày 1 tháng 6 năm 1995. Em sinh ra tại Đồng Tháp và em đang hiện tại em đang sống và làm việc ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ừ. Ở đây thì em ở với ai? Dạ em lên đây em sinh sống và ở một mình ạ. Ở một mình hả? Dạ. Còn ba mẹ thì anh em là ở dưới quê hết hả? Dạ ba mẹ thì ở dưới quê, còn anh hai thì có gia đình riêng ở Bình Dương ạ. Ừ. Và nhà có hai anh em thôi? Dạ nhà có hai anh em. Anh hai làm việc ở Bình Dương? Dạ anh hai mở một salon tóc ở Bình Dương ạ. Ừ. Anh ấy vợ rồi? Dạ đúng ạ. Ừ. Rồi bọn em đang làm công việc gì? Dạ em đang làm một thợ cắt của một công ty may ở Bình Tân hả chị? Dạ, thợ cắt công ty may. Dạ. Ừ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em là vui vẻ, hòa đồng thì dễ gần dễ mến hả chị? Còn điểm yếu của em thì cũng ít lắm. Ừ. Ví dụ cụ thể nào? Dạ điểm yếu của em thì chỉ không, nói chung là em là cái bản thân của em thì em chỉ biết làm thôi. Ừ. Là dành thời gian tất cả công việc cho việc làm thôi. Ừ. Dạ. Có hát hò thì được không? Dạ được ạ. Rồi, hát thử một đoạn đi. Anh thương tống em bay bay trong chiều lời bao nói nhớ. Nhớ từng nụ cười ngây thơ dấu chăng chưa. Dạ em gục em quên ạ. Tóc mặn non đúng không? Dạ. Ok, tình trường của em thì sao đây? Dạ em đã trải qua một quá trình vào lúc
năm 2019 đó chị. Lúc em lên làm công ty á, em có quen bạn đó và em quen nhau tầm khoảng 1 năm. Dạ, hai đứa em kiểu như là tính chuyện đó, hôn nhân đó chị. Khi mà em về ra mắt gia đình bên bạn gái thì bên gia đình bạn gái bảo là công nhân, làm công nhân thì kinh tế vẫn chưa đủ để lo cho cuộc sống gia đình. Cho nên là bên nhà bạn gái là bị ngăn cản. Em là công nhân thu nhập 1 tháng của em bao nhiêu? Dạ, thu nhập 1 tháng của em là khoảng 10 triệu ạ. Rồi thuê nhà hết bao nhiêu? Dạ, thuê nhà hết 2 triệu. Dạ, tiền ngoài công việc chính là em là công nhân, là buổi tối là em làm chạy thêm chạy đáp nè. Chạy đáp bay hả? Dạ, chạy đáp bay. Còn ai kêu những công việc gì có tiền nhiều hơn em làm, kiểu như là bóc quát nè, dọn nhà nè. Dạ, là em dành thời gian cho công việc làm thôi, chứ em chưa có thời gian để mà có bạn gái để tìm hiểu. Chạy đáp tối thì có thu nhập có ổn không, để có an toàn không? Chạy dạ. Mấy giờ thì nghỉ? Dạ, em chạy gấp là tầm khoảng là 10 giờ, 11 giờ đêm em nghỉ. Ừ, là chạy từ sau khi tan làm ở xưởng. Dạ. Là đi chạy rác luôn. Dạ, đúng rồi. Ừ, thu nhập ổn không? Dạ, em thu nhập được cũng đủ để tiền nhà trọ, tiền ăn uống sinh hoạt ạ. À. Còn tiền lương thì em còn nguyên ạ. Ừ, tức là cũng thời gian cũng rảnh, không có gì làm đúng không? Mà chạy dạ. Để kiếm thêm sinh hoạt đấy đúng không? Dạ, đúng rồi. Ừ. Là vậy được dọn nhà, dọn cửa là nhận hết. Dọn nhà theo giờ, bốc vác các thứ là dạ. Làm hết hả? Người ta thuê em dù dọn chọn bộ, chọn gói thì em cũng nhận luôn. Em dọn chừng nào xong rồi em nghỉ, em không có nói giờ. Còn chạy gáp là tầm khoảng 10-11 giờ em về. Còn bóc vác nhiều khi hàng xuống xe tải hoặc xuống công đó thì em cũng nhận, em bóc vác khi nào xong thì em về. Em ngủ rồi sáng em đi làm bình thường. Thôi chịu khó vậy. Dạ. Vậy là thu nhập 1 tháng cũng phải tầm 15-17 triệu nhỉ? Dạ. Đúng không? Mà mệt không? Được không? Dạ, em làm biết em quen thì em cũng không cảm thấy mệt cho lắm. Vậy trước khi em lên Sài Gòn thì em làm cái gì? Dạ, trước khi em lên Sài Gòn thì ở quê em đi học đàn. Em đàn organ, đàn đám cưới đó chị. Rồi sau này kẹo kéo hát karaoke ra nhiều quá cho nên em ế xô, cho nên là em nghĩ em lên Sài Gòn em tìm việc khác. À, trước có đi làm đám cưới hả? Dạ, đúng rồi. Rồi sau bắt đầu là ế xô. Dạ. Rồi gia đình bạn kia là chê mình nghèo, không cho mình lấy. Dạ, đúng rồi. Ừ. Rồi bây giờ em tìm mẫu người như thế nào? Dạ, theo em thì em tìm mẫu người thì nói chung là em không quan trọng về ngoại hình, chỉ cần là thương em và thấu hiểu cho cái hoàn cảnh của em, là từ xưa giờ em chỉ biết làm thôi. Cái thời gian của em là dành cho bạn gái thì ít, thì cũng mong bạn gái sẽ thông cảm. Nhưng mà sau này em nếu như có bạn gái rồi em sẽ dành thời gian khác để lo cho bạn gái hơn. Dạ. Và cũng muốn tìm một bạn gái là hiền lành và tốt bụng thôi, chứ em không có yêu cầu cao gì đâu ạ. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Dạ không. Rồi công việc dạ. Thì sao? Dạ, công việc thì em cũng không có yêu cầu cao gì, thì có công việc thì tốt, còn không có công việc thì em làm em lo cũng được, không trời sao. Trời ơi, lo làm sao được. Mình làm như thế nó cực lắm á. Dạ, nếu như mà chưa có công việc thì mình tìm một cái hướng đi, mình tìm một công việc để cho bạn đi học việc, hay là một công việc làm gì đó để bạn đi làm. Nếu như bạn không chịu làm nữa thì em lo thôi chứ sao giờ. Rồi ngoài hình có yêu cầu gì không? Mày bên ngoài có yêu cầu gì không? Dạ, dễ bên ngoài thì ưa nhìn là được, không cần xinh đẹp hay là hot girl gì đâu ạ. Hôm nay đi casting là xin nghỉ làm, là đi casting đó hả? Dạ, em xin nghỉ một buổi để em đi... Xin nghỉ một buổi là bị trừ lương một buổi hả? Dạ, dạ không, tại vì em làm công ty, em có bảo hiểm, em có phép năm á, em xin nghỉ phép năm. Xin nghỉ phép năm hả? Dạ. Rồi, có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Thì em không thích ở bạn gái là kiểu như mà nói chuyện mà hay là cười lớn tiếng, mà cười đẹp gai vậy đó, là em không thích. Dạ, còn
Còn những thứ còn lại thì nếu như mà như vậy thì về mình có thể nói với nhau và có thể là chỉnh sửa sau này chứ không quan trọng gì đâu ạ. Ok. Rồi, có điểm gì đặc biệt thích ở bạn gái nữa không? Hay là có phải làm dâu hay gì không? Tương lai là có lập nghiệp ở đây không hay là về dưới Đồng Tháp? Dạ thì lúc xưa thì cũng nói thật là gia đình em khổ lắm. Em đi làm kinh tế chính là em ba mẹ lớn tuổi. Em làm dần dần khoảng 5 năm nay là em cũng cắt nhà rồi cũng mua được một miếng đất nhỏ nhỏ. Rồi sau này nếu bạn gái, nếu tìm được bạn gái muốn sống ở Sài Gòn, làm ở Sài Gòn thì mình thì nhưng mà mua đất ở dưới Đồng Tháp hả? Dạ, mua đất ở Đồng Tháp ạ. Sau này không muốn về trồng rau nuôi cá thì mình về, còn làm khoảng một thời gian nào đó thì mình cũng phải về thôi. Thì tùy ở hai người thỏa thuận với nhau thôi. Chứ bây giờ mình cũng chưa nói trước được. Chắc là bây giờ các bạn gái mà đang ở dưới quê cũng được hết đúng không? Dạ, chỗ nào cũng được, khoảng cách không quan trọng. Lớn hơn em 1-2 tuổi được không? Dạ được ạ. Rồi anh hai làm tiệm tóc ở Bình Dương ổn không? Dạ ổn mà. Tiệm tóc thì bây giờ cũng ổn rồi đúng không? Dạ ổn. Hai hai. Rồi ok, cảm ơn Linh nhiều ha. Thì có gì là chương trình sẽ liên hệ lại với em khi mà tìm được người phù hợp với có lịch đi hành phù hợp ha. Dạ. Cảm ơn Linh nhiều đã dành thời gian đến buổi casting ngày hôm nay. Rồi về làm về làm giấy xác nhận độc thân đi ha. Dạ. Rồi ok, cảm ơn em, xong rồi đấy. Dạ, chào chị. Em chào mấy chị này. Dạ, chào chị Toán. Theo chị giới thiệu đôi bản thân chị đi chị. Chị giới thiệu với em là thầy chị Toán, sinh năm 30 tháng 4 năm 75. Chị sinh ở Hải Dương hả? Dạ. Chị vào Sài Gòn lâu chưa chị? Em vào từ năm 2016. Vậy chị Thanh là em gái của chị hả? Chị gái. Chị gái, chị Thanh là sinh năm 71 đúng không? Dạ. Rồi chị chia sẻ về bản thân mình xem là bạn mình có điểm mạnh, điểm yếu gì chị? Điểm mạnh là em là tự lập, tự làm, tự ăn. Nghĩa là vào Sài Gòn chị chưa lập gia đình bao giờ luôn hả? Dạ, chưa. Chị Thanh cũng chưa lập gia đình bao giờ luôn. Dạ, vào đây chị làm ăn chứ không quen lắm. Hai chị em là có bao nhiêu cái nhà trọ cho thuê đúng không? Dạ, mấy trăm mét đất đi, ít nhà trọ ăn cái nhà. Mấy trăm mét đất đi, nhà trọ. Bao nhiêu phòng chị? Cứ 3 căn. 3 phòng. Bây giờ chị có vẻ hơi ấy là hơi nhút nhát, rụt rè hả? Dạ đúng rồi. Vâng. Thế chị có điểm mạnh gì không? Có hát hò gì được không? Dạ không. Em hỏi là sao mà sinh năm 75 mà năm nay 47, 48 thì là sao? Chị đã từng thích ai chưa hay là sao chưa làm gia đình chị? Ngày xưa ở quê thì bạn bè chơi với nhau thì cũng chọc ghẹo, yêu sơ sơ vâng. Ra từ lúc vào Sài Gòn 2006 tới nay là không quen ai hết, không muốn quen ai, trong chỉ muốn đi làm kiếm tiền thôi. Là bây giờ chị với chị Thanh nó đang sống cùng nhà với nhau mà sống chung. Mình còn chị em nào nữa không chị? Mình hai anh với chị gái ở quê. Hai với chị gái ở quê là mọi người là cũng lên ông bà ngoại hết rồi đúng không? Ông bà ngoại hết rồi đúng không? Dạ. Bố mẹ chị còn không? Cũng mất rồi, là mẹ. Mẹ cũng ở ngoài quê với chị, với các anh chị luôn ạ? Dạ. Vâng. Lý do vì sao mà mình vào đây bao nhiêu năm rồi mình không có môi trường, không có ai để quen hay là sao ạ chị? Là mình lo làm ăn, không phải là không có môi trường. Suốt ngày đi bán hàng, kiếm tiền đi vào với hai chị em gái mà mấy cái nhà trọ, mấy trăm mét đất, một cái nhà. Dạ. Đấy là tài sản chung của hai chị em luôn đúng không chị? Dạ, đúng rồi. Vâng. Bây giờ mà tham gia chương trình là hai chị em cùng đi tham gia với nhau hả? Dạ. Sao hôm trước không đi casting cùng với nhau đi một buổi luôn? Hay là một người bán, một người đi? Không phải, em sợ là chương trình không cho tham gia hai người. Không có gì đâu sợ chị, tụi em là kiếm hết bạn trai, bạn gái cho tất cả mọi người. Dạ. Dạ, nhưng mà bây giờ là chị phải kiểu như là tự tin, em thấy chị ôn bá là chị cũng không phải là kiểu quá nhút nhát đâu, nhưng mà sao gặp tụi em có chị khớp quá hay sao?
Em hỏi qua, em có ai có tính với chị không? Chị từ hồi chị vào Sài Gòn thế này, xong rồi chị làm, chị có tiền rồi, chị có tài sản. Mà thực ra so với tuổi của chị thì cũng không phải là già. Cái ngoại hình so với tuổi của chị là chị trẻ so với tuổi ấy. Vậy thì có ai thích chị không? Hay là có ai lại tán tỉnh tỏ tình chị không? Cũng người ta cũng nói nhưng mà không thấy để ý à. Vậy hả? Chà, chị không thích họ à? Hay là chị sợ họ sẽ lợi dụng chị hay là họ lừa đảo chị? Sợ lừa đảo. Ồ, sợ lừa đảo hả? Thế bây giờ chị muốn tìm người như thế nào? Tìm người hiền lành chung thủy thật thà. Hiền lành chung thủy thật thà. Rồi tuổi tác, công việc, rồi ngoại hình sao? Tuổi thì hơn em 1-2 tuổi. Dạ. Rồi họ có con rồi đúng không chị? Đấy, người miền Bắc mà có công ăn việc làm ổn định. Người ta làm nghèo thì trong này. Nhưng mà ý là người ta đã từng ly hôn rồi có con được không? Dạ, được. Là sau này là chị cũng là sống ở đây lâu dài đúng không? Là chị có ý định chị về quê không? Đâu, sống ở đây luôn. Sống ở đây luôn? Dạ. Rồi. Có yêu cầu gì nữa không chị? Người một mét 70 mà tròn tròn mặt mặt. Là có sẵn mẫu hình lý tưởng trong đầu rồi là trước đây mình thích là anh như thế hả chị? Phải không ạ? Dạ. Trước giờ chị đã được nắm tay bao giờ chưa? Dạ, thì bạn bè quen nhau thì nói qua nói lại chứ chưa nắm tay hả? Trời ơi, mấy chục năm một đời, bà Thanh y chang luôn, hai chị em. Dạ. Bữa chị Thanh cũng gặp em nè, bữa chị Thanh lên phỏng vấn cũng gặp em đó. Dạ. Trời ơi, mà sao hai chị em hay quá vậy trời? Chưa nắm tay ai luôn hả? Dạ. Trời. Tay thì đến tiền thôi. Chị có điều gì không thích ở bạn trai không? Rồi chị có hát được không? Không thích điều mà bạn trai là giả dối đi cờ bạc rượu chị hàng gái vũ. Lần này mà chương trình kiếm được cho người cho mình phù hợp thì mình mở lòng ra chị nha. Dạ. Hai chị em chung một số. Hả? Hai chị em chung một số. Trời ơi. Ok, có vé vào gì nữa không? Chị ơi, em cảm ơn chị nhé. Dạ, nhưng mà nếu mà tham gia chương trình là phải nói nhiều lên như mình đi bán hàng vậy đó. Dạ. Cứ tự tin như kiểu giống như kiểu chị đang giao tiếp với khách hàng thôi mà chứ có gì đâu. Dạ. Nha. Dạ. Vâng, rồi em cảm ơn chị. Dạ. Dạ.